nói mấy lần tôi thấy thiêu có như cái ông ở Vĩnh Châu đó. Ông đó lại có phước, ông bệnh ung thư phổi, ông không bao giờ tu, không niệm Phật, không ăn chay. Đứa con năn nỉ quá, ông ăn chay, ông niệm Phật cái hết bệnh ung thư mà bác sĩ chạy á. Ông thấy vậy ông tin quá, ông ăn chay trường, nhưng mà kêu ông thọ giới quy y tam bảo, thọ ngũ giới, ông không không, mà ông không có niềm tin. Sao mà xuống dưới Bạc Liêu tôi giảng pháp, ông nghe cái bản pháp môn Tịnh Độ như vậy nè, giảng hai tiếng mấy hồn, vừa xong ông quỳ lên ông xin thọ giới liền. Trời, đứa con nó mừng quá trời, nó con kêu ba con năn nỉ hết sức, ông không chịu thọ giới. Ông bệnh vậy mà không niệm Phật, không ăn chay, tới giờ không ăn chay trường đó sư, mà ông niệm Phật đó mà không chịu thọ giới, không quy tâm bảo gì hết. Con năn nỉ hết sức, ông đi nghe pháp hoài mười mấy vị mà ông không chịu thọ giới. Sao bữa nay không, con không kêu mà ông lại phát nguyện trọ, sư truyền cho ông đi sư. Thì tôi truyền tôi đặt pháp danh là Liên Trường. Thì đâu 3-4 năm sau, được sống 3-4 năm sau, cái bệnh nó tái phát lại, ông không chịu ấy nữa, ông nói thôi để chết. Thì ông mới điện, đứa con nó điện xuống Trà Vinh cho tôi đi. Tôi nói tôi bệnh quá đó, tôi cũng giảng đây nè. Rồi về cái là tôi bị mắc trận mưa, sư cô không có tỉnh lại, tôi không dám ở lại, đi về tuốt Bạc Liêu, về tuốt Tịnh Xá, nó ướt như chuột lột. Về nó cảm luôn, tôi nói nó nóng, nó sốt. Thì bữa sau cúng hội nữa, nó chết chứ, bữa sau cúng hội. Cúng hội thì đang sắp sửa lên cúng hội, thì điện ở Vĩnh Châu điện xuống. Đứa con đó, thỉnh sư về gặp chức, con ra con muốn gặp mặt sư lần cuối. Tôi nói trời ơi, tôi bệnh muốn chết, tôi làm sao đi được, thôi sư từ bi mà sư. Sư thương một chúng sanh cũng như là Phật thương con, nó cứu độ một chúng sanh đó là cái tâm của Phật, cô nói chuyện hay lắm. Tôi nói cô nói hay quá, tôi không có nói gì được hết. Thôi bây giờ tôi bệnh quá tôi không đi được, cô nói phải đi là sư. Chứ sư không đi là ba con không chết á, ba con đợi sư à. Biết bao nhiêu vị sư lại thăm mà chú nguyện cho ba con đi, ba con nhất định không đi, nói gặp mặt sư lần cho. Tôi nghe nói vậy tôi kẹt quá rồi, tôi phải đi. Cổ bà kêu Trà Vinh bao xe, cái xe tốt, bao với Phật tử đi xuống dưới. Thì lúc đó đổ cơm rồi, có nói vào sư khỏi thức pháp, sư giao cho ông phó trụ trì đi. Tôi nói không được, giờ đơn lỡ lên vậy còn sao. Nói giờ gì thì sư thuyết pháp ngắn lợi sư đi nha. Tôi nói pháp làm sao mà ngắn dài được, phải giảng người ta hiểu chứ. Rồi tôi giảng đâu tới 2 giờ. Tôi từ giờ đó thuyết pháp lâu lắm, như phần cúng hội, phần đọc kinh sám hối là 2 giờ. Thì tôi ăn có nửa bụng à, tôi đi xuống dưới đó thì 7 giờ tối, 5 tiếng đồng hồ. Thì tôi vô ổng mừng quá trời, ổng nói sư con đợi sư nè, sư chú nguyện cho con đi. Tôi nói trời, ông đi là do ông chứ tôi chú nguyện, mà con gặp mặt sư thì con mới đi vui, chứ thôi con đi không được. Đó thì tôi mới lại chú nguyện Phật tử 70 mấy người nha, 70 mấy Phật tử mà ta rất tha thiết, ở quê họ rất là thật, kêu là lão thật niệm Phật đó. Thì bắt đầu là tôi ngồi xuống, tôi cầm cái micro này tôi giảng cho ông nghe. Nó sư nhắc con đi sư, tôi nói ông quên là sao. Nó con nhớ mà muốn sư đồ đậm nét lại, tôi mới giảng 4 điều á. Nghĩa là ông phải chết linh hồn, mà cái thể linh hồn không chết niệm Phật, ông nhớ nghĩ tưởng tới Phật, tất cả các màu không chấp nhận màu vàng thôi. Nó sư nhắc lại con rất vui, bây giờ con nghe lời sư. Tôi nói thôi giờ ông niệm Phật đi nha. Thì ông bắt đầu niệm Phật thì nhức quá chịu nổi, ông quơ tay quơ chân. Tôi lại nói, tôi cầm cái micro tôi nói ông quên vậy là không có đi, ông nhớ tới Phật là quên cái đau. Ông nói đau quá sư ơi, tôi nói đau là đau mà ông nhớ Phật là ông quên đau. Ông phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu chứ, giờ này giờ phút cuối cùng. Thì ông nói con nghe lời sư, ông nín tôi được 1-2 phút thì ông quên nữa. Tôi bắt cái micro lên tôi nói nữa, ông có nói thôi con nghe lời sư, ông im tôi được 4-5 phút thì ông quậy nữa. Ông nói nhức quá sư ơi, tôi mới bỏ cái micro, tôi lợi sát bên ổng, tôi nói tôi kể công. Tôi nói tôi cực khổ đó, mà từ Trà Vinh mà tôi lội xuống đây là gần 200 cây số, mà tôi vì ông tôi bệnh muốn chết nè, tôi cảm nè, tôi giảng pháp rồi tôi cảm, mà vì ông tôi xuống đây. Bây giờ ông vậy là ông không có giảng sanh, không làm gương cho người khác, mà ông cũng không giảng sanh. Ông nghe lời tôi, ông tập trung hết nhớ Phật A Di Đà thôi, 4 chữ hoặc 6 chữ, ông đừng có quên cái nhất đi thì A Di Đà hiện. Ông làm với A Di Đà đâu có hiện được. Ông vừa bỏ 2 chân, 1 chân nhớ A Di Đà, 1 chân nhớ cái đau, làm sao A Di Đà hiện. Ông tập trung hết A Di Đà đi, quên cái nhất. Ông nói con nghe lời sư, con kính sư quá, con sư cực khổ sư mới đến đây. Nói xong là ông chết. Mà tôi ở đó có biết chết ra làm sao đâu. Tôi tưởng ông im là ông nằm im thôi. Tôi mới chạy lại cầm cái micro, tôi nói với cô con gái ông, cô đó rất là khôn, con người rất khôn quá. Tôi nói cô lại nhắc ông đi, nhắc ông nhớ là niệm Phật, đừng có nhớ cái nhất nữa nha. Cô là người nhắc niệm đi. Cô lại đó cái cô chạy lên nói bạch sư, dường như ba con chết rồi sư.
Tôi nói trời sao mà cô hay quá vậy, tôi nhìn tôi không biết chết sống như thế nào. Nó sư khai thị lần cuối là ba con chết rồi đó. Tôi mới lợi tôi để cái tay vô lỗ mũi không có hơi thở nữa, tôi mới bắt cái mạch thì thấy êm hết. Tôi nói rồi ba cô giảng sanh rồi đó, thôi tôi về nha. Cô nói đâu được sư, 9 giờ mấy rồi về cái gì nữa. Sư bữa nay là không có nghỉ gì hết, sư xuất pháp hồi sáng rồi sư bệnh nữa, sư ở đêm nay rồi mai sáng hay về. Thì tôi nghe nói thì tôi ở lại đêm, kẹt quá rồi. Tôi nói cái ban hộ niệm người ta xuống đây là người ta về liền đó cô. Nói người ta về đi, mai con ba xe mình sư về, con ba xe xịn cho sư về dưới. Thì tôi thấy cô tha thiết quá, thôi tôi ở lại. Ở lại tới 5 giờ sáng là đủ 8 tiếng rồi đó. Thì 9 tiếng tới 5 giờ là 8 tiếng, 9 giờ. Thì tôi qua tôi nói thôi tôi về nha. Cô nói thôi sư về được, bây giờ con ba xe cho sư, con điện rồi. Kêu vô, nó vô liền hả, con có hẹn với nó rồi. Nhưng mà sư phải rời cái xác của ba con. Tôi nói trời, cô chưa rời sao? Nói tụi con đợi sư ra thấy có sư, sư có cái đức, sư rời không chừng là ba con không giảng sanh cũng giảng sanh, mà giảng sanh thì giảng sanh cao hơn. Tôi nói trời, giờ đó giờ tôi đâu có biết rời cái thay ma. Thì thôi bây giờ cô nói quá, tôi cũng ráng rời. Tôi lên tôi rời từ trán cho xứ chân lạnh ngắt hết. Cái bụng là lạnh nhất, còn hơn nước đá thụt vô là từ dứt ra liền. Tôi nói trời ơi, cái nào cũng lạnh hết rồi cô. Cô nói còn cái đỉnh đầu sư. Tôi nói trời, cái đỉnh đầu mà không lẽ ổng tu cư sĩ mà lấy cái đỉnh đầu còn nóng. Thì tôi đội cái nón vàng cho ổng, tôi đắp cái vải vàng cho ổng hết. Tôi dỡ vải vàng tôi rờ rồi, tôi thấy cái đỉnh đầu tôi dỡ cái nón tôi rờ, tôi thấy còn nóng. Tôi nói trời, như vậy là ba cô giảng sanh về trung phẩm bậc thánh đấy cô. Thôi giờ tôi về ha, cô thiêu đi có xá lợi. Mà ở nhà làm kim tỉnh hết rồi, chỉ còn đút cái hòm cho kim tỉnh thôi. Thành ra năn nỉ ổng không chịu. Nhưng mà lợi cổ cho tôi hay, ba con không chịu, sư nói đi. Sư nói là ổng chịu liền à. Tôi nói chờ không biết có linh không, để nói thử. Trước khi tôi tới là tôi hỏi ổng rồi, cô con cũng giỏi lắm, có nhắc thì sư vô cô hỏi ổng thiêu đi sư. Thằng nói nó có xá lợi cho người ta thu. Tôi nói thì tôi vô hỏi ổng nói sư dạy sao con nghe vậy. Kim tỉnh rồi hết nhưng mà sư dạy thiêu là con nghe lời sư con thiêu thôi. Thì tôi mới nói ông nói vậy là con nói bà nhớ nè, bà hứa sư thì sư dạy sao mày con cứ nghe vậy đi, ba theo sư thôi. Giờ kinh tỉnh bỏ đó, ai muốn vô thì vô đi thiêu con sư đi, sư thiêu thiêu ra đi rồi đi thiêu. Tôi nói thiêu rồi cô cho tôi biết nha. Hai bữa sau cô điện xuống, cô nói mừng quá sư ơi, một đống xá lợi. Tôi mới hỏi một đống là bao nhiêu, vài trăm hột không? Tôi nói thử thôi, tôi tính là vài chục hột thôi, một vài trăm hột. Ông nói không có, bỏ một thao vậy, chắc vài ngàn hột bà sư. Thì tôi thấy cư sĩ mà vậy đó. Thì tôi về tôi suy nghĩ hoài, ông nào mới tu có 3-4 năm à, ăn chay trường mới có 2-3 năm à, thế mà niệm Phật mới 3-4 năm mà tại sao lại có xá lợi nhiều vậy? Thì theo trong kinh là giới giảng sanh cao hay thấp là do cái tín nguyện, cái niềm tin ổng là niềm tin tuyệt đối. Tôi nói sao nghe vậy thôi mà tôi là nói theo kinh, đâu có dám nói ngoài kinh được. Tôi dạy ổng sao là ổng y theo vậy. Và cái nguyện ổng là mong cầu sức lạc. Ổng đã khổ nhiều từ nhỏ tới lớn, ổng 80 mấy tuổi rồi, ổng biết hết cuộc đời rồi. Thành ra cái nguyện lực của ổng rất là mạnh, cái niềm tin ổng rất là vững vàng. Do đó cái ban hộ niệm tới 70 mấy người mà gặp ngay lúc tôi khai thị mà chết ngay lúc tỉnh táo. Mà chết rồi 8 tiếng hồ tôi rờ tay chân mềm ùi, mặt hồng hào trở lại. Và rờ cái đỉnh đầu còn nóng, ba cái điểm rất là tốt. Thành ra tôi mới nói có xá lợi. Nói sư nói linh quá, xá lợi một đống. Tôi nói không linh đâu, cái đó là trong kinh á, chứ không phải của tôi. Trước khi dứt lời, tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, chúng ta sẽ gặp nhau vĩnh viễn ở xứ cực lạc A-di-đà và mang sắc thân bông sen.